Vâng, chào các bạn. Chúng ta tiếp tục với đại số 7. Cái chương 2, hàm số và đồ thị. Bây giờ đến tỷ lệ thuận. À, tỷ lệ thuận. Hỏi chấm 1. Viết công thức tính quãng đường đi được theo thời gian của một vật chuyển động với vận tốc 15 km/h. Thì chúng ta sẽ thấy như sau. S thì bằng V nhân T. S là quãng đường, V là vận tốc, T là thời gian. Tính theo những cái giá đơn vị tương ứng đó. Thì hỏi ở đây là hỏi quãng đường đi được, tức là S bằng vận tốc là bao nhiêu? Vận tốc là 15. Và theo thời gian để bằng T. Đó là công thức như vậy. Thế còn ở cái ý B là có cái công thức D bằng M trên V. D là khối lượng riêng, M là khối lượng dung dịch hay khối lượng chất, còn V là thể tích của dung dịch. Nó có cái công thức liên hệ với nhau như vậy. Xong bây giờ người ta bảo là gì? Viết công thức tính khối lượng theo thể tích, tức là rút ra. Phải tìm M. M sẽ bằng D nhân V. D nhân V. Đây là khối lượng theo thể tích và khối lượng riêng. Các công thức trên đều là một thằng bằng hai thằng kia nhân với nhau. Đó. Rồi hỏi chấm 2. Thì những cái bọn mà Y bằng K nhân X thì được gọi là Y sẽ tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k, và tao bằng mày nhân với một số thì tao mày tỷ lệ thuận với nhau. Đó. Bây giờ hỏi chấm 2 là gì? Là cho biết Y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k. Tức là tao bằng bằng k nhân mày, tức là bằng 3 âm 3/5 nhân với x. Đó, tức là y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ âm 3/5. Nó là như thế. Thì hỏi x tỷ lệ thuận với y theo cái tỷ lệ nào? Thì rút ra. Bây giờ thì sẽ suy ra y mà bằng như này thì suy ra này. X rút x ra. X sẽ bằng Y chia cho âm 3/5. Thì bằng nhân đảo ngược. Là Y nhân với âm 5/3. Hay viết ngược lại là X bằng âm 5/3 nhân với lại Y. Vậy X sẽ tỷ lệ thuận với Y theo hệ số tỷ lệ là âm 5/3. Tức là tôi thì bằng số nhân với ông, thì cái số đấy gọi là hệ số tỷ lệ giữa chúng mình, hệ số tỷ lệ thuận. Rồi hỏi chấm 3. Nhìn vào cái biểu đồ hình cột để biểu diễn khối lượng của 4 con khủng long. Mỗi con nặng bao nhiêu tấn? Viết rằng con khủng long ở cột 1, ở cột A nặng 10 tấn. Con này 10 tấn. Thì con này nhỏ hơn 10 tấn. Con này lớn hơn 10 tấn. Con này lớn 10 tấn. Có cái tỷ lệ nào không? Mở tuyển tuyệt này biết thế nào? Hình 9 là một biểu đồ hình cột biểu diễn khối lượng của 4 con khủng long. Mỗi con nặng bao nhiêu tấn? Nếu biết rằng cái con ở cột A nặng 10 tấn và chiều cao các cột A cho trong bảng, bảng dưới này. Con này 10 tấn là 10 mi, thì mỗi mi là 1 tấn.
Vậy con này 8 mi là 8 tấn, con này 50 mi là 50 tấn và con này 30 mi là 30 tấn. Thì đứa trẻ con nó cũng biết như vậy, phải không? Mỗi mi tương ứng với 1 tấn. Vậy 8 mi 8 tấn, 50 mi 50 tấn, 30 mi 30 tấn. Còn không biết là yêu cầu của giáo viên thì muốn học sinh, ý đồ của người viết sách thì muốn học sinh nói về cái việc gì? Tỷ lệ thuận á, hay là lấy tôi bằng bao nhiêu lần anh á. Ví dụ B thì bằng 8 phần 10 A, tức là bằng B bằng 8, A bằng 10, thì có thể chắc ý muốn như này. Chưa rõ ý đồ của tác giả, nhưng mà ví dụ như là B bằng mấy? Bằng 8, A bằng 10, thì suy ra B chia A bằng A bằng 10, giờ viết đồng B này. B chia A bằng 8 chia 10. Bằng 8 chia 10. Suy ra, rút ra thì B bằng 8 phần 10 của A. Chắc ý đồ như thế. Nhân với A đấy. Thì bằng 8 phần 10 nhân 10 tấn và bằng 8 tấn. C bằng 50 phần 10 của A. Thì C bằng 5 nhân 10 50 tấn. D bằng 30 phần 10 của A. Chắc là ý là làm như vậy. Còn bình thường, người ta có thể nhìn nhanh nè. 10 tấn, 10 mi, mỗi tấn 1 mi, 8, 8 mi, 8 tấn, 50 mi, 50 tấn, 30 mi, 30 tấn thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi. Ý đồ của bài đấy chắc là làm theo cách này đấy. B trên A xong đến C trên A xong đến D trên A xong làm tương tự nhá. Hỏi chấm 4. Cho biết hai đại lượng y và x tỷ lệ thuận với nhau. Hãy xác định hệ số tỷ lệ thì lấy x chia y hoặc y chia x thì nó ra hệ số tỷ lệ. Ở đây y và x, tức là y trước, x sau thì sẽ lấy y chia cho x. Vậy hệ số tỷ lệ ở cái cột thứ nhất là 6 chia 3 là bằng 2. Y đối với x là bằng 2, thì y đối với x là lấy y chia x bằng 2. Đó, hệ số tỷ lệ là bằng 2, tức là gấp đôi nhau. Vậy thì y2 sẽ bằng 8. 3, 6 thì 4, 8, 5, 10 và 6, 12. Hệ số tỷ lệ là bằng 2 mà. Thì tôi gấp y bằng 2 lần x. Y bằng 2 lần x. Cho nên y2 bằng 2 lần x2. y3 bằng 2 lần x3. Và y4 bằng 2 lần x4. Thay mỗi dấu hỏi chấm. Thay rồi. Thứ nhất, y3 là ta có hệ số tỷ lệ thuận là bằng 2, k bằng 2, 6 chia 3 bằng 2. Thay mỗi dấu thì bằng 8, 10, 12. Có nhận xét gì về tỷ số tương ứng là không đổi. Không có thay đổi, luôn luôn bằng 2. Đó. Hệ số tỷ lệ là không thay đổi. X thay đổi, y thay đổi nhưng hệ số tỷ lệ không thay đổi. X bằng 3, y bằng 6, x thay đổi thành 4, y thay đổi thành 8, x thay đổi thành 5, y thay đổi thành 10. Nhưng hệ số tỷ lệ là không có đổi, vẫn bằng y chia x bằng 2. Sang bài tập. Cho biết hai đại lượng tỷ lệ thuận với nhau. Và khi x bằng 6 thì y bằng 4, tìm hệ số tỷ lệ. Hệ số tỷ lệ của y đối với x là bằng k bằng y chia x. Y chia x, y bằng 4, x bằng 6, tối giản đi thì hệ số tỷ lệ bằng 2 phần 3. Tức là biểu diễn là y sẽ bằng 2 phần 3 x. Đó, biểu diễn y theo x thì y bằng 2 phần 3 x. Tính giá trị của y khi x bằng, với x bằng 9 thì y bằng x bằng 9 thì y bằng 9 nhân 2 phần 3, 9 chia 3 được 32 nè, thì y bằng 6. X bằng 15, 15 chia 3 được 5, 5 nhân 2 bằng 10. X bằng 15 thì y bằng 10.
Cái này rất đơn giản. Xong bài 1. Sang đến bài 2. Phần này làm nhanh nhỉ. Cho biết x và y là hai đại lượng tỷ lệ thuận. Điền số thích hợp. Thì chúng ta nhìn thấy rõ, phải đợi bước 1 đi tìm hệ số tỷ lệ bằng âm 4 chia cho 2 ở cái ô này. Thì cho ô này để tìm hệ số tỷ lệ. Tức là bên dưới sẽ bằng bên trên nhân với âm 2. Cho nên chỗ này sẽ là âm 10. Chỗ này âm 2. Chỗ này nhân âm 2 thì thành dương 2. Nhân âm 2 thì thành dương 6. Đó, bên dưới thì bằng bên trên nhân với âm 2. Từ cái chỗ này thì nó cho V, cho M, hỏi M chia V bằng bao nhiêu? Trời, hỏi cái gì vậy? Hỏi trẻ con à? M bằng 7,8, V bằng 1 thì 7,8, chia 1 thì bằng 7,8. Rồi lấy 15,6 này chia cho 2, 23,4 chia cho 3, 31,2 chia cho 4 và 39 chia cho 5. Là điền vào bên dưới. Hai thằng này có tỷ lệ thuận với nhau không? Và vì sao? Nếu mà tỷ lệ thuận với nhau thì các cái tỷ số này phải bằng nhau. Bây giờ chia xem nó có bằng nhau không. 15,6 chia cho 2 chắc 7,8 rồi. 7,2, 14 đúng không? Cái này 7,3, 21 8,3, 24 nghe có vẻ cũng hợp lý đấy nhỉ. Xem nào, cái này không nhầm được. 23,4 chia cho 3. Ôi giời, vấn đề chưa về tính toán bình thường à? 23,4 chia cho 3 bằng 7,8. Đúng rồi. Để còn 231,2 chia cho 4. 31,2 chia cho 4. 7,8 nhân 4. Có đúng 31,2 không? Đúng rồi. Nhân 5, 7,8 nhân 5 là 39 à? Ờ, thế đúng. Đều là 7,8 hết. Vậy thì... Nhưng mà đây mới là một hữu hạn, phải không? Nó phải nhiều vô kể. Vậy thì M và V là hai đại lượng tỷ lệ thuận với nhau. Vì M viết được bằng 7,8 nhân V. M chính là bằng 7,8 nhân V. Thì cứ chữ này bằng số nhân với chữ kia thì hai cái chữ đó gọi là hai cái tỷ lệ thuận với nhau. Đó, vì sao là vì M bằng 7,8 nhân V. Có tỷ lệ thuận với nhau. Ồ, đã hết rồi à? Tốt. Bài nào cũng như bài này có phải dễ thở không? Bài 4. Cho biết Z tỷ lệ thuận với Y theo hệ số tỷ lệ K. Tức là Z bằng K nhân Y. Được chưa? Z bằng K Y. Y lại tỷ lệ thuận với X theo H. Y lại bằng H. HX. Chứng tỏ Z tỷ lệ thuận với X và tìm hệ số tỷ lệ thuận. Thì thay nó vào thôi, Z bằng K để đấy. Nhưng mà Y á, Y lại bằng HX, cho nên là thay HX này này vào chỗ của Y thì bằng K nhân với HX. Được chưa? K nhân HX. Nhưng vì KH là số, cho nên Z cũng bằng số nhân với X thôi. Vậy khi biết được Z bằng K nhân KH nhân với X thì kết luận là gì? Z và X là hai đại lượng tỷ lệ thuận với nhau theo hệ số tỷ lệ K nhân H. Thế là xong. Bởi vì cứ chữ này bằng số nhân với chữ gì? Nhân với chữ kia. Thì hai cái chữ đó được gọi là tỷ lệ thuận với nhau theo hệ số chính là cái số đó. Đó, vậy là hết. Xong cái bài 1.
chúng ta dừng video đây để cái bài 2 này làm một video riêng cho nó dễ tra cứu.